Mỹ Lan thân mến kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5 giờ 30 sáng, giờ miền Đông sẽ là 8 giờ 30 sáng. Đài Việt Face TV 57.2 vào lúc 5 giờ 30 sáng thứ Ba, đài S Channel 56.6 vào lúc 11 giờ 30 thứ Tư và 7 giờ sáng thứ Sáu. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Kính thưa quý vị, cầu xin Chúa sẽ ban học ân cho quý vị, chúc lành cho người nghe và để chúng ta cùng tiếp tay cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài được có phương tiện phát hành rộng rãi khắp nơi. Và xin được giới thiệu đến quý vị hai DVD chúng tôi đã được in ấn xong, đó là cuốn số 7 và cuốn số 6. Quý vị nào đã có từ số 1 đến số 5 rồi thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi để có thêm những DVD số 6 và số 7 nha quý vị. Số điện thoại là 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Và để bắt đầu vào trong chương trình này thì kính mời quý vị hãy theo dõi một số hình ảnh của gia đình bà I Follow với những công tác từ thiện giúp đỡ cho những mảnh đời khốn khổ tại Việt Nam cũng như là cho các trẻ em khuyết tật mồ côi. Mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là món ăn tinh thần gia đình bác ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác ái Phaolô được thành lập tại Việt Nam vào tháng Giêng năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Nay 2016 đã hơn 39 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng dòng San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ những mảnh đời kém may mắn, không phân biệt tôn giáo. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Road, California 92842, điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang u sầu. Vâng, thưa quý vị, và đó là những hình ảnh của gia đình bà I Follow trong những công tác từ thiện tại Việt Nam với sự linh hướng của cha Follow Trần Đức Hùng. Con thân mến, con chào cha. Vâng, chào chị Mỹ Lan cũng như chào chị Uyển Nguyễn. Và thân ái gửi lời chào tới tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình Con đường tình yêu. Mời chị Nguyễn. Con kính chào cha, kính chào quý vị khán thính giả. Một lần nữa con cảm ơn cha hôm nay đã hiện diện với chương trình Con đường tình yêu của chúng con đang thực hiện. Đó là một sự khuyến khích rất là hữu ích cho chúng con. Vâng, cứ mỗi lần mà có cha kế bên chị em mình là mình cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Chúng ta sẽ làm một cái chương trình có vẻ như là tốt đẹp hơn một lần, phải không chị Uyển Nguyệt? Chắc là nhờ cái sự hiện diện của cha. Vâng, thưa cha, như vậy giờ con mời cha hãy cùng chúng con tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay. Mở đầu là bài thơ, phải không thưa chị Uyển Nguyệt? Thưa Mỹ Lan, kính thưa quý vị khán giả, ai trong chúng ta hay có những đêm không ngủ, sẽ thấy thức đêm mới biết đêm dài như nhân gian thường nói. Những lúc đó, nhìn lại chặng đường đã đi qua, có khi chúng ta thấy định mình thật khắc khe, thật oải âm, đã đi vào cuộc đời chúng ta mà không bàn hỏi, không cho chúng ta biết trước. Đa số sẽ nuối tiếc, sẽ ước chi được làm lại từ đầu. Trong những lúc ấy, mới cảm nhận thấm thía tình Chúa yêu thương con người. Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta an bình, hạnh phúc. Từ những khoảnh khắc ấy, Uyển Nguyệt viết lên lời nguyện trong đêm. Xin thân mến chia sẻ cùng quý vị. Vâng, mời quý vị hãy lắng nghe bài thơ Lời nguyện trong đêm. Con xin dâng kính lên Thầy, con tim nhỏ bé nhưng đầy ước mơ. Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ, tim con lỗi nhịp bơ vơ trên đời. Con xin dâng kính lên Thầy, mắt con chỉ biết nhìn Thầy thẳm say, ánh mắt ôi là lùng thay.
nhìn con thấu suốt đắng cay vui buồn. Con xin dâng kính lên thầy, hai tay này nhé, xin thầy tỉ tê cho con đừng có bội thề, thầy luôn trung tín chẳng hề phôi pha. Con xin dâng kính lên thầy, đôi tay yếu ớt từ rầy vương cao, miệng con cất tiếng cao rao, người cá tình Chúa ôi sao diệu kỳ. Con xin dâng kính lên thầy, đôi chân lắm bụi đọa đầy ngày qua, cho con ngưỡng vọng tình cha, đi vào ngõ hẹp thiết tha tình ngài. Con xin dâng kính lên thầy, quyết tâm con hứa cùng thầy hôm nay, cho con già thạo lòng ngay, tròn tình yêu Chúa hôm nay mai ngày. Vâng, và đó là bài thơ. Rồi bây giờ chúng ta bước sang những bài thánh ca thật là tuyệt vời để dâng lên Chúa, dâng lên mẹ của chúng ta. Chị Yến Quyền đã chọn được bài gì ạ? Kính thưa quý vị khán thính giả, đường trần thế có nhiều ngõ ngách thiếu ánh sáng, vắng bóng tình thương. Chúng ta có khi phải khó khăn lắm mới tìm được lối đi. Nhưng hạnh phúc thay, những ai tìm gặp và đón nhận được ân tình Thiên Chúa trao ban, chúng ta sẽ chìm ngập hạnh phúc khi thưởng thức bài thánh ca Tình Ngài của Mai Nguyên Vũ qua tiếng hát ngọt ngào của Như Ý. Ánh hồng đốt cháy chân trời xa, bóng tà liêm tắt trên đồi cao. Ân tình Thiên Chúa trao gửi hết cho trần thế. Khi mùa xuân đến thăm trần gian, khi mùa đông đến gieo lạnh căm, ân tình Thiên Chúa quên. Ân tình Thiên Chúa luôn dìu dắt con từng bước. Bao lần mê đắm thu phù vân, bao lần quên nắng muôn hồng ân. Phút ngày con chắp tay quỳ gối xin dụ thương. Xin Chúa dụ thương. Anh hồng tan vỡ hay tàn suy, muôn đời tình
cảm thương ân tình Thiên Chúa như dòng thác luôn trào tuôn. Tình Ngài thắm thiết mua tình đầu, tình Ngài cao siêu ôi nhiệm màu, tình Ngài uốn nắn nên hồn xác con đẹp sao. Và cay đắng không từ chê, trao truyền chân lý cho trần thế ơn giải thoát. Con đường xưa ấy không thể quên, vai gầy thấp giá như nặng thêm trên đồi cao. Chúng ta sẽ không biết lấy gì đền đáp cho cân. Thôi thì chúng ta hãy cùng linh mục nhạc sĩ Thiên Ân và nhóm giáo lý viên giáo xứ Tân Phước hát lên khúc ca tạ ơn Ngài. Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân. Bài ca thứ ba. Thưa quý vị, nếu chúng ta tạ ơn chỉ bằng lời hát thôi thì chưa đủ. Chúng ta hãy cùng nhau một lòng, một ý, quyết tâm nguyện theo Giê-xu như lời nhạc sĩ Cao Thăng và tiếng hát Xuân Trường, Hoàng Trương, Ngọc Minh và tốp ca Nam đang mời gọi. Chúa luôn cùng Ngài đi về nơi biển xa mù khơi, và đắm dưới bóng cánh người mãi thôi. Không có chi tánh tôi xa người đâu, cuộc sống tôi là Đức Kitô. Chân Chúa đi, từng nhịp tim người trao tình yêu về tôi. Dù núi có cho vót ngàn hiểm nguy, dù bão tố sóng cuốn nhận chìm tôi, cũng không lìa xa.
dù phong ba dù xa xôi, cùng theo người đi khắp chốn. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Nguyện thờ trên chúa luôn, cùng ngài đi về nơi miền xa mù khơi. Và đắm rơi mong cánh người mãi thôi, không có trên tay tôi xa người đâu, mãi luôn theo ngài. Cùng theo chân chúa đi, tình yêu về tôi. Dù núi con chôn vót ngàn hiểm nguy, dù bão tố sông cuốn nhận chìm tôi cũng không lìa xa. Sống mãi trong tình yêu. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi, cùng theo người đi khắp chốn. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Theo chân Chúa luôn, cùng ngài đi về nơi biển xa mù khơi. Và nấp dưới bóng cánh người mãi thôi, không có chi tay tôi xa người đâu, mãi luôn theo ngài. Cùng theo chân Chúa đi, cùng theo ngài, từ nhịp tim người cho tình yêu về tôi. Dù núi con chót vót ngàn hiểm nguy, dù bão tố sông cuốn nhận chìm tôi cũng không lìa xa, sống mãi trong tình yêu. Người ơi sao quá quá yêu Thầy Giêsu, mãi luôn bước theo ngài. Người muốn ơi hạnh phúc cho tôi được nếm ngất say. Người tin yêu, tình yêu từ đây phải sống muôn đời. Lòng tôi yêu, lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi, cùng theo người đi khắp chốn. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Dù núi con cho vó nhà hiểm nguy, dù bão tố sông cuốn nhà chim tôi cũng không lìa xa, sống mãi trong tình yêu. Kính thưa quý vị, đến đây xin phép được tạm ngưng trong giây lát để giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Con đường tình yêu kính dân lên ngài. Cảm ơn quý vị hãy ủng hộ cho những cơ sở này nha quý vị. Seafood World Restaurant, đây là một nhà hàng khang trang, rộng rãi và đặc biệt là chuyên về tiệc cưới, với số điện thoại toll free 888 tiệc cưới hoặc là điện thoại 714-775-8828. Tam Biên Food To Go, 2 địa điểm 714-548-4993, 714-363-2222. Vĩ Dạ Restaurant 714-531-2905. Nhà hàng Vân 714-530-6858. Broda Restaurant 714-530-1744. Bác sĩ Đặng Bình Chúc 714-775-5373. Và như thường lệ thì trước khi chúng ta chia tay, con xin kính mời cha hãy cùng dâng lên lời nguyện cuối giờ đến cho khán giả của chúng ta thưa cha. Lạy Thiên Chúa đầy lòng xót thương, ân tình Chúa đã trao ban hết cho mỗi một người chúng con, nhưng đã biết bao nhiêu lần và sẽ còn bao nhiêu lần nữa chúng con vô tâm bạc tình vì đam mê, yếu đuối, hững hờ với tình Chúa. Xin Chúa hãy ghi khắc mối tình của Chúa vào tim óc, huyết quản của chúng con, để chúng con luôn biết đón nhận hồng ân cao quý này và sống phó thác trong niềm vui tình Chúa thương ban. Amen. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn chị Uyển Nguyên đã cho những bài thơ thánh ca thật là hay. Và kính thưa quý vị, đến đây thì xin phép quý vị được tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chúc quý vị được nhiều hồng ân của Thiên Chúa chúng ta. Xin kính chào quý vị.